Rồi, chào các bạn. Đang là buổi trưa ngày 15 tháng 2 các bạn. Thì mình ăn cơm chuẩn nhà tôi các bạn. Cơm kiểu mẹ nấu á. Thì cái quán này hình như là mình coi ở đâu đó trên group thì phải. Đó, mình với vợ mình coi đâu đó trên group. Quán có tên là tiệm cơm Meili nha các bạn. Nằm ở mặt sau, sau lưng cái Bách Hóa Xanh. Trên cái đường gì thì mình không nhớ nữa, để chút mình coi lại cái bản đồ rồi mình post lại phía sau coi. Gọi là bán các món chuẩn mẹ nấu các bạn. Mình đi vô thì là vô ngược từ phía sau như vậy nè các bạn. Ở dưới là cái khu bếp. Xong rồi mình đi lên lầu hay là cái mới là cái quán. Nói chung các quán ở Đà Lạt thì thường cái phong cách nó cổ cổ vậy thôi các bạn, kết hợp gỗ khá là nhiều. Rồi quay một vòng cái không gian trên quán cho các bạn xem. Kiểu nhà gỗ. Mình sẽ được phát cho một cái menu như vậy để mình ghi vô. Sau khi mình ăn xong cái quán ở đây rồi mình về nhà thì mấy bữa sau mình thấy cái quán chạy quảng cáo trên Facebook rất là nhiều các bạn. Thì ở đây có một cái combo mình thấy rất là ok, là combo cho hai người á. Nó nằm ở menu ở trên cùng hết, hình như là 80 mấy ngàn thì phải. Các bạn đi hai người thì thường phần lớn là kêu cái combo đó. Nhưng mà có điều bữa nay mình lỡ nó hơi trễ hay sao, hay là khách đông quá đó, quán không có bán combo đó, là mình phải kêu cái món phần. Nước đồ là mình phải tự lấy các bạn, nước tự phục vụ hết trà đá luôn các bạn. Các bạn thấy cái camera có tiện không? Hai tay mình di chuyển mình đi thoải mái. Camera thì đeo cổ để quay. Đó, thì mình kêu hai cái phần với lại một thố cơm, một phần thịt, một phần cải xào, một thố cơm. Rồi thì mình cũng đánh giá sơ về cái chất lượng của quán luôn các bạn. Nói chung là quán cơm đồ nó cũng bình thường, đồ ăn nó cũng bình thường. Mặc dù mình mới ăn có một món thôi mà cũng không biết món đặc sản ở đây là cái gì nữa. Nhưng mà chất lượng không có gì đặc biệt hết các bạn. Mình nghĩ quán đông phần lớn có thể là do quảng cáo các bạn. Đúng là thời đại 4.0 rồi, cái gì mà quảng cáo mạnh là nó sẽ phát triển các bạn, nhất là trên Đà Lạt nữa. Thì du khách mỗi lần du khách rất là đông, mỗi lần người ta tới thì chẳng hạn như người ta ăn một quán này xong để trải nghiệm, xong người ta bữa sau đi người ta lại ăn cái quán khác. Người ta cũng ít khi ăn lại chừng nào mà những cái món ăn mà gốc luôn á, mà lần nào lên Đà Lạt cũng phải ăn hết á thì mới quay lại ăn thôi. Còn lại những cái món ăn ví dụ như đi nhiều ngày thì mình sẽ ăn xen kẽ một số cái quán lạ. Nhưng mình hay đi các quán lạ để mình trải nghiệm coi ăn đồ ăn sao nó có ngon hay không. Bên cạnh những các quán quen thì bữa nay ăn quán này cũng tương đối thất vọng các bạn. Cái thứ nhất là cũng mới hơn 12 giờ chút xíu thôi mà những cái combo hầu như là nó đã hết. Các bạn kế bên nó kêu 2-3 lần luôn bạn mà không có luôn. Rồi, tính tiền thì mình lại quay tính. Đây là cái bill tính tiền nha các bạn. Rồi, nói chung video quay về cái một buổi trưa tại Đà Lạt ăn quán cơm Meili. Meili ha các bạn. Tới đây là hết rồi các bạn. Xin chào các bạn.